Chào anh em, mình lên vài món đồ linh tinh giá trị thấp, nói chung vài chục cho đến trăm mấy. Mà ví dụ anh em có nhu cầu cần thì lấy phụ tùng cũng ok. 978 là một cái sạc đèn này anh em. Sạc đèn chủ yếu bán cục pin Tajima 70.000, có dây đeo nè. Cái đèn này nó hư nhưng mà pin này cũng nó bán cái set cho anh em về lấy pin Tajima, mà cái loại đèn này có một cái nhân led của Tajima luôn cho anh em về xài xài nguyên cú chơi nha, còn không thì lấy pin nhổ pin. Đó, 11W 3000 mAh pin lithium của đèn Tajima, đèn đội đầu quá nè. Đó. Pin nằm trong này. Cái này sạc bằng cái chiếu sạc Samsung đời đời cũ. Si, không si, còn tai si là cái đời bầu bầu đời mới. Đó, nó nằm trong này nè, mình bán này 70.000. Sát đèn 7978 70.000. 980 một cái thước 100.000, xước thước gốc của Sinhua. Đẹp á, còn trong bịch luôn 100.000, tất cả chưa bao gồm phí ship nha. Nay mình lấy bán kiếm món ly cà phê chưa 979 80.000, mình nói ngược rồi. 978 979 là 80.000, là cái hộp vít của vẹt xeo nè. Cái là nắp nó có bể nhưng mà nó mới vít nhỏ này. Dít dẹp 0.9, 1.2, 1.8, 2.3. Nó bị mất một cây cộng. Này cộng 0. Chắc cộng 0 này nằm đây đó. Mà cái này mình làm mấy đồ nhỏ ngon lắm. Sửa mấy cái dít nhỏ rồi lúc cần dặn mấy cái thước kẹp đồ là mấy cái này nè. Dặn đồng hồ rồi mấy cái nhỏ này mình tìm 80.000 này của Vietcell. Chứ là nó bị bung bao bì nó rớt ra thôi, chứ cũng chưa có xài. Nhìn cái dấu nó không có thấy, cái đầu không có dấu, thấy chưa xài. 80.000 nha, hộp bể à. 979 980 là cái thước gốc nè, Sinhua 100. 981 là một cái phone hiệu này, thấy cũng, anh em search lên thấy cũng xịn lắm. Nó khoảng 10-11 ngàn yên, tầm 2 triệu mấy, 200. Cắm điện thoại nghe ok nha, có cái mic rồi nghe bass tốt lắm. Cái này thì mod đầu chưa có mục nè, được ở đây nó có bung ra để anh em nhét, là tại do nó bãi mà. Con này ok là mềm nè, lo bass hay nha, tiếng hay. Con này inox im giá 200. Nghe mấy cái lo lớn này á, mình nghe tiếng bass nó hay lắm, chứ còn cái phone nhét nhét thì nó không hay bằng. Chân nó còn vàng khè này. Nó có cái mic này tháo rời được, nó vàng vàng khè, nó tại vì nó qua đèn, đèn nó chói chói nên nhìn không thấy. Đây có nút tăng chỉnh volume, test rồi nha, hay bass đồ hay. 982 một cái cần để anh em thay nhớt thôi, cần 3/8. Nó đang bị dơ dơ rỉ rỉ nè. Cần này lực cố định đây nè, 17.5. Vừa đúng để thay ốc nhớt của xe máy Honda rồi. Mình muốn gian lực lên thì mình mở này ra, mình lắp dặn bằng tay lên xíu nè. Đó, nó đang xét xét nha. Còn kêu nè, đảo chiều nè. Nó chưa có được ok lắm, bận qua đây nó hơi kẹt kẹt nè. Đó, nó hơi lửng lửng ha, là nó dơ. Cái có cái tiếp 19 dính đây luôn,
xét xét anh em vệ sinh là bán giá 160 thôi. Nó là cây cần lực để bên Nhật nó thiết kế chuyên làm một cái gì đó, thì anh em có đây lực này vừa phù hợp để thay nhớt như xe Honda thì mình từ mấy xe máy rồi từ 17 cho tới 22 thì mình nhỏ thì đây nằm tầm 17 mấy, mình có thể ăn gian trong này hoặc là để về xài cũng được ha. Giá trăm mấy ta có một cái đầu tiếp top 19 luôn à. Anh em chỉ cần xịt 77 về dặn là nó ok rồi, nó còn nhảy tốt rồi, nhưng mà nó điều nó lố hết, nó hơi kẹt kẹt à. Trăm sáu, 982 983 một cái mỏ hèn 120.000, nó còn sống đẹp luôn anh em, tặng một cái điện trở luôn, nếu anh em sợ gãy nè, tặng cái điện trở đẹp, mũi còn kỳ thứ trắng luôn đó, này mũi nó như là tháo rời được à. Trong này thì điện trở nó đen nóng đó, dính bụi đó, chùi đã trắng, điện trở xứ nó bị bãi nó đẹp cắn vậy, nhưng mà nó vẫn ok. Hiệu gót em sa băng 120, sợi dây chống cháy bình thường nó là ba mấy công suất chờ là 30W anh em ha. Nhấn vô nè, nhấn vô nó là tới trăm mấy watt rồi, 130. Còn này gì nữa, 120 mà cái này nó bị cong, em có tháo thì rút cái điện trở ra xong rồi mình rút cái này ra ngoài, mình đút cây sắt vô mình gõ thì được anh em, tặng thêm cái điện trở này luôn đó, để xe cua mình trả xứ của mấy món hàng này luôn nha. Tại nó mất thì mình làm biến làm, anh bán vậy cho anh em là làm lại xài đó, chảy liền luôn. Giá là 120 đây. Dây đi. Cái cặp đồng hồ này anh em, đồng hồ này phiên bản kỷ niệm của cái hãng gì đó, nó đặt Citizen làm à, nó xài năng lượng mặt trời ánh sáng á. Nói chung là mình để đây, mình cái này để cũng lâu rồi, để đây cũng cả năm rồi đó, chạy đúng ok luôn. Còn cái này cũng là Citizen luôn năng lượng, nhưng mà nó đang bị lỗi là cái nắp đít nó không có ăn vô được nên, mà pin chạy tốt nha. Để hai cái cùng ở trong cái môi trường làm việc của mình là không có cần phơi nắng luôn, nói chung là có ánh sáng rồi thì nó trong vòng gần năm nó chạy ok á. Cái này thì nam, cái này thì nam tay nhỏ cũng được hoặc là nữ. Cái này anh em về ra thợ ha, gắn sợi dây da mặt đẹp nha, có chỉ cái nắp đít nó bung á, người ta làm được cái nắp đít là nấy, nắp đít mình không có đồ mình đè không có vô. Cái này size 37, còn cái này là 34 34 rưỡi, luôn cái cốt thì nó 36 à. Năng lượng thì cục pin nó rất là đắt, mà cái này pin còn sống tốt, mình bán cặp này 400. Mình cần cục pin mình đi mua chắc cũng 200-300, pin còn hoạt động tốt. Cái này đã để đây thực sự theo dõi lâu, trong thời gian lâu, 984 400.
một cái đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời Eco River của Citizen thì giá nó cũng vài từ 4 đến 7 đến 10 mấy triệu chứ không có rẻ nữa. Lúc hàng mới á, đồ thời trang thì nó cũ thì nó vậy thôi. Nhưng mà giá xuất xưởng nó rất là cao. Và trong khi đó nếu mình mua phụ tùng pin nó cũng đắt, mà pin nó còn tốt thì tuổi thọ cao, gần như là mới tự động còn chạy tốt. Mà để đây lâu lắm rồi nha, vẫn chạy tốt, là có theo dõi là anh em cứ xài để ánh sáng thôi, đừng bỏ vô tủ mà. Hay vô hộp đóng lại lâu quá nó hết pin, cứ để có ánh sáng đủ sạc. Rồi hôm nay thì em phải tranh thủ thiếu món gì trả mấy cái món lớn lớn khó khó cho anh em trước đóng luôn anh em ơi, để hoài theo hoài cũng kỳ lắm. Có gai quạt thì bán cho anh nó lâu quá, mình chưa có nghiên cứu từ đầu đấu dây, mai mình rảnh chiều mình đóng luôn, mình nghiên cứu đấu dây test chạy mình giao, chứ mình cũng không thích giữ đồ của anh em nhiều quá, nhìn nó rối, nhiều khi nó quên nó lạc đồ nữa thì nó phiền đó. Chứ mình tinh thần bán hàng của mình là mình sắp xếp được là đóng hàng gửi trả, không giữ, không có thích để nó lạc nó phiền đó. Thì làm nhiều khi sách lên sách xuống nó lạc mất của anh em nó cũng kỳ, nhận tiền rồi hết cho nên vậy. Cái nào mà mất thì cái gì lạc thì mình trả tiền lại cái vấn đề. Và xin cảm ơn, chào lại anh em tiếp sau nha. Món nhỏ hay lớn mình đã mang về đây là mình bán, anh em cứ mua nhỏ nhỏ thì có thể nạp cạc cho mình, hay là chuyển khoản là mình đóng hàng thôi, nạp điện thoại cũng được. Còn trên 100 ngàn thì anh em chuyển khoản